Sáng ngày 19 tháng 12, tại hầm đường bộ Nam Hải Vân, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 12C02822, phát hiện trong thùng xe container có tổng cộng hơn 1.000 kiện hàng với hơn 4.500 chai rượu ngoại các loại có in nhãn hiệu của Chivas Regal và Macallan. Theo lời khai của tài xế Võ Đức Thắng, 41 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, đây là số hàng nhận trở thuê cho một người không rõ lai lịch từ Lao Bảo Quảng Trị vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ trong dịp Tết sắp tới qua kiểm tra lực lượng chức năng đã xác định toàn bộ số hàng này không có bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như không được dán tem nhập khẩu hiện số hàng trên xe đã được lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật